Trời đất ơi, trời ơi. Tại sao con lên đây được đây? Hả? Sao con lên đây được đây? Nói mẹ nghe coi, sao lên đây được? Đi đường này phải không? Leo từ cái đường này leo lên đây phải không? Chỉ gì? Uống nước hả? Ngồi xuống nào mà. Ngồi xuống. Con làm mẹ sợ quá trời ơi. Hai cô chú ơi, chay đây. Chay ăn uống, thay đồ xong rồi, bây giờ chay chơi. Chay leo lên đây, chay muốn gỡ chiếc xe này ra. Nhưng mà cái chiếc xe này chiếc xe của ba mà, sao gỡ được. Chay đi. Đó, chay đòi gỡ xe ra, chay gỡ không được. Nên chay ngồi chay, chay dầm chay. Coi. Sao xe chạy vậy hả con? Xe chạy vậy hả? Xe chạy vậy hả? Thôi đừng quá đi tới đó đi. Đó, rồi ngồi đó phá đi nha. Ngồi đó phá đi. Chơi này nãy giờ phá tới đâu rồi vậy? Nãy giờ phá tới đâu rồi? Chơi. Quá luôn cô bé ơi. Vàng ơi vàng. Phá tới đâu rồi vàng? Trời ơi, còn vàng còn vỗ tay vàng nữa. Vàng vàng tự ngưỡng mộ mình đó hả vàng? Phá quá chừng. Vàng phá quá cái vàng. Ôi đất ơi. Mẹ ẩm hả? Mẹ ẩm nha. Ẩm nha. Đi lên đây mẹ ẩm. Hả? Đi lên đây mẹ ẩm cho. Đi vàng, lại đây mẹ ẩm vàng. Đi. Trời ơi. Làm sao hư cái monitor của ba luôn nghe chơi chơi. Thôi mấy cái chiếc xe này là đừng cái này của ba, không có được phá vô đây. Để em mới đi, rồi đi, đi xuống mẹ ẩm, đi nha. Đi mẹ ẩm. Đọc sách ha, ẩm đi đọc sách nha. Đi mẹ ẩm nha, đi đọc sách nha. Mẹ đọc sách nha, đi xuống này đọc sách đi. Đi xuống này đọc sách cho mẹ coi. Đúng rồi. Sách đọc nói gì á. Tea time. Tea time hồi nãy mới chỉ tea time, đúng rồi. Ở trong đây nè. Trời ơi cái này nè, đó cô chú coi nè, mới chỉ chữ. Mới chỉ cái tea time bây giờ nó mở ra. Ngọc nói tea time là cái gì? Tea time là mình ngồi mình uống trà. Rồi bây giờ nó dở ra nó uống trà đó. Bát đúng rồi, bát time. Yes, you're right, chị. Đi look, let me show everybody. This is bath time everybody. Tắm. Đúng rồi, tắm. Oh my god, you're so good, JD. And then what else? What else? What time is this? What time is this? This is lunch time. Lunch time là cái gì? Lunch time là ăn. Ăn giống như chay ăn. Cái này là gì? What is this? Là cái gì? And art time. Art time là gì? Art time là chi ngồi chi vẽ. Cái này là gì? Tắm. Đúng rồi, tắm. Cái này là gì? Tắm. Con nói kỳ sao? Kỳ khò. Phải không? Khò là gì? Khò là bed time. Khò coi. Nè, kỳ khò nè. Là ngủ đó con, ngủ đó. Ngủ là gì? Đó, là bed time. Cái này là gì? Đúng rồi, tắm. Good job, JD. Rồi này là gì? Đúng rồi, good job, JD. Khò, đúng rồi. Còn cái này nè, rồi nè, bây giờ mày chỉ nè. Còn cái này là cái gì? Rồi thôi con đập đi, mẹ không chỉ. Rồi đây nè, cái này nè. Cô gái đang cho con vịt ăn là cái gì? Cô gái đang cho con vịt ăn là gì? Ăn là cái gì? Là lunch time. Cái này là gì?
Kỳ này đang làm gì? Mèo đang làm gì á? Lucky đang làm gì? Lucky đang là ngủ. Ngủ là gì? Ngủ là bedtime. Oh, this is lunch time, Jady. Oh. Tắm. Đúng rồi. Cái này là gì? Là gì là ngủ á? Giỏi quá. Tắm hả? Tắm. Tắm xịt nước vô, xịt nước lên tay á, đúng rồi. Xịt đúng rồi. Trời ơi, con đang đọc sách kìa. Tắm đúng rồi, cho cô chú coi tắm sao, cho cô chú coi đó, coi cô chú coi tắm nè. Tắm là bath time. Giỏi quá mẹ. Chỗ đê luôn mẹ. Hả? Sao? Còn bây giờ mẹ, bây giờ phải học cái này nè, lunch time là sao? Mum mum mum. Con coi đi, lunch time là con nói mum. Cái này là cái gì? Cái này là gì? Tea time. Tea time là mình làm sao? Này kìa. Ha, không nghe mẹ dạy ha. Tea time là tea time. Này Vàng, mẹ lấy cho Vàng cuốn sách mới nè. Đây là cái gì đây? Nè, Vàng đọc sách mới đi. Thôi mẹ đọc hả? Rồi mẹ đọc. Balloons. Balloons là gì? Balloons là bóng bóng á. Hả, mẹ đọc nha, balloons. Rồi cái này là gì? Từ từ. Sao? Balloon đâu? Mở ra chỉ cho mẹ balloon coi. Balloon đâu? Bóng bóng đâu? Bóng bóng đâu? Mở lên này. Sao? Thôi để mẹ lấy cái iPad này ra coi. Coi phim không? Nằm xuống coi phim với mẹ không? Nằm xuống coi Netflix với mẹ không? Hả? Hà muốn đi chơi? Coi là kéo xuống. Ăn no hả? Ăn no nè hả? Nãy giờ mẹ cho ăn no nè không hả? Tả mới thay giờ ướt rồi nè. Trời đất ơi, thả mới thay giờ cần thay tả lại rồi nè. Coi đó. Con nói xuống cái giường này như chơi của chú rồi đó. Đi trốn mẹ đi. Đi trốn mẹ đi. Ôi, không thấy chay đâu hết, chay nó mất tiêu rồi ta. Chay đâu rồi ta ha? Gì con? Gì sao? Cái gì? À, con muốn vẽ không? Muốn vẽ giống vậy không? Mày lấy màu cho vẽ nha. Lấy màu cho chay vẽ nha. Nè, màu nè, màu này màu gì? Red. Đúng rồi. Rồi vẽ đi. Đúng rồi, vẽ đi. Oops. Rớt rồi, đây nè con. Nè. Rồi vẽ đi. Vẽ đi. Ba làm cái đó cao quá hả chay hả? Cái đó phải ngồi ghế chứ đứng gì không được. Giang ơi Giang. Nhân mới ngủ dậy hả Giang? Sao Giang ngủ vậy mà Giang không gọi mẹ? Chê, đã cây cây Giang. Bông hả? Thôi cách. Gãi nắm chú ra, gãi nắm chú ra đúng mà. Giang quẹt cái gì lên mặt Giang vậy? Bông à, bông. Ôi trời ơi, bông Giang nha. Ơ ra bậy. Ủa nó đang bậy quá bạn ơi. Hả? Lấy gì thôi? Đừng lấy đó nữa Giang ơi, Giang nhìn mẹ nè. Giang nhìn mẹ nè. Hả? Không nhìn mẹ luôn hả? Hôn mẹ miếng đi. Ủa trời, mới ngu gì mà. Nè con tắt đèn nhìn mẹ cái coi. Nè con tắt đèn nhìn mẹ đi. Đó chưa. Good job JD. Giang ơi. Ủa, nãy giờ đang ngủ ngon không? Đang nói mày nè đi. Hả? Hồi nãy đâu đang ngủ có ngon không? Đang nói mày nè đi. Đang ngủ với mày nè đây. Hồi nãy giờ mày nằm đây mày chờ đang nè. Sao? Răng ơi răng. Không biết à. Ôi chuột ba. Sao? Sao? Con muốn mẹ mở ra hả? Con nói đi mở. Nó khoái chơi thì lắm cô chú ơi, nó khoái mở. Biết nó khoái mở làm gì không? Nó khoái mở ra để dạy dặn nó không được ăn. Mà ha, cô chú biết nó làm gì không? Nó liếm. Giờ mở ra cái nó liếm.
Ủa rằng ư rằng. Ủa trời ơi rằng mẹ. Rằng mẹ ơi rằng mẹ. Rằng mới ngủ dậy đó cô chú ơi. Và ngủ từ hồi lúc 3 giờ 15 tới bây giờ là 6 giờ 15. Là đúng là 3 tiếng đồng hồ luôn đó cô chú. Quá đã luôn. Quá đã luôn, quá đã luôn. Bây giờ mình có ready for dinner chưa ta? Có ai ready for dinner chưa ta? Trời ơi, thấy không? Cô chú thấy không? Một tấm gương học. Cô chú cần phải học tập cho tấm gương này. Vậy là học bài liền. Thấy không? Cô có tấm gương nào mà giỏi như cái tấm gương này chưa? Đó, vậy là bắt đầu là học bài liền ngay lập tức. À, cái ngay chỗ đó là chắc quẹt nè, chắc quẹt màu lên mũi nè, phải không? Thấy chưa? Cô chú thấy chưa? Một cái tấm gương đáng học hỏi. Tấm gương đáng học hỏi nè. Tấm gương đáng học hỏi nè. Đang quất cho một cây tấm gương đáng học hỏi. Tấm gương nằm trong nằm quất cho một cây nè, nè quất cho cây nữa nè, quất cho cây nữa nè. Hồi mong mốt mày đi học mà học dở là mày quất cho cây nghe chưa, nghe không quất cho một cây nữa nè. Chị ơi, cô ngoan chào giỏi ơi, cô ngoan chào giỏi. Trời ơi hả, cái cuốn sách này là ngày xưa là cái bà khách của mẹ cho mẹ đó chay. Con nghĩ sao mà mẹ về mà bà đi cho mẹ cuốn sách. Cái tâm hồn mà cũng bay bổng ghê. Nó nghĩ sao mà bà cho tôi cuốn sách tô màu, bà nói khi nào mà mày rảnh mày không có chuyện gì làm mày lấy màu ra mày tô đó. Trời đất ơi. Thôi để cho con chay tô. Đây cầm tay này đó. Đúng rồi. Đó, tấm gương chưa? Tấm gương học hỏi chưa? Con chào. Chạy, nhìn này chạy, nhìn cô chú này chạy. Hai cô chú đây con. Đấy cô chú ơi, chạy đang tô màu nè. Bữa nào á, ôi trời, tự nhiên nhìn vô camera cười nữa kìa. Bây giờ á, mai mốt á, mà chạy lớn lên á, cái là chạy vẽ tranh. Hàng. Vẽ tranh cái mơ mốt mình tặng cho cô chú, không? Isn't it a good idea chay đi. Tặng cho cô chú cái ký tên Chay Xì Cai Hôi Xì Dơ Giang Hồ Michigan. Không ai mà có cái chữ ký vậy hết. Chỉ có Chay Xì Cai Hôi Xì Dơ của mẹ thôi. Chỉ có Giang của mẹ mới có thôi. Giang ơi, Giang. Nằm xuống ơi, Giang nằm xuống bút ăn cây coi. Nằm xuống mà bút cho ăn cây, nằm xuống. Nằm xuống đây mày quất cho con cây. Sao tự nhiên trời đang sáng giờ tắt nắng tối thui rồi mày mở đèn lên coi. Nha. Ngồi xuống đây mày quất cho con cây. Đây, nằm xuống. Nằm xuống quất cho con cây nè, quất cho con cây này nha. Nằm xuống nha. 1 2 3. Quất cho một cây. Lì không? Lì là lì mày đâu quất. Quất cho một cây. Bây giờ làm gì? Quất à? Giờ là chạy quất à? Úp. Chay bữa nay không có gì đặc biệt hết cô chú ơi. Chay bữa nay chỉ có là ngồi vắt vẻo rồi chơi đùa thôi. Một ngày như mọi ngày bình thường. Thôi đừng làm bộ mà lấy cái đó khiều cái ngã độ chả nè. Hơ hơ gì? Thôi đừng có hơ hơ. Kéo áo xuống đây. Kéo áo xuống. À, xuống đây. Good job chị đi. Rồi bây giờ mình chút nữa mình rửa mặt mình chuẩn bị ăn tối nha. Tối nay mình ăn món gì ta? Tối nay mình ăn món gì chị?